Chỉ mỗi người 3 ngày. Nhắc nó đây nghe đừng sao quá Ừ. bà. Tối đi về tự nhiên rủ chân luôn á. Mọi Thì người nhớ là cọc nó rồi đi đó, là như chắc là tốt đi, mình không đeo đúng khẩu trang nữa. không? Viện viêm họng lại, cứ ngát trong mũi luôn. Ừ. Kế hoạch sẽ để giảm 33-34. Đang có khách Tối hôm đó. đó ông tiền ngủ ngon. Ngủ Dạ. giấc sớm. Ngon ngủ. Mọi thời gian. Ý là trong một tuần nữa, trong vòng thời gian đã cặp vợ chồng tiền là trong tuần hay 10 ngày. Ví dụ giống như mình ra nhà. Nếu họ không hỗ trợ mình làm mùa hai như tuần 10 ngày Cái thì bà phải bên chi. nhờ có chồng chồng kỹ sư tiền không nói luôn là kế toán Đúng rồi, cứ chị 10 ngày cái quê đã. chị hả? À, bà bên nhờ chị đó cái em ly gì chồng đó không có cái cùng này vậy cái chị ở năm đi nhiều vô ba cái năm năm luôn kế toán không đi em đi không có Ý gì cái chị là hơn nhiều vô nó ý ăn với mà đáng lắm dạ vừa 33 vừa 34 là công em chặt vụ năm trong gian là dao động có đâu sửa đổi hả? Hồi xưa mà Thì đó em ghi 33 1% 34 thì 2% đó Thế giờ khổ hả? đó Trời khổ đó bà chứ nói nó đặt cọc khổ. liền Chứ con luôn có tiền chồng ngon lành. Mà sao mà đi vậy chứ? Mà nó kiểu bà phải phụ thuộc họ kìa. Ý là nói nó đặt cọc á thì đặt không đặt cọc á thì Không, đặt mấy cọc vụ trong vòng hiền tuần mấy chủ đi hiền chưa không? Ừ. con Bình nhanh mình chi đó rồi phải đặt rồi cọc đi trong vòng tuần đi phải có chồng nữa con xong rồi là đủ cho ha mình nhanh đi vậy ấy là quen thôi chứ thì chị quen lại với họ đó lắm mới có bầu để tiếp chị có bao rồi hả chưa chưa rồi ba đứa con sao thì con chị thỏa dạ. thí rồi đây nhờ nó dành thì phải chịu bên thỏa rồi đó nuôi thôi chứ rẻ Được. dành thì chịu qua đây quá nuôi Mình còn liên lạc ở sao biết bữa có chồng nào bên đang hình nó chị nó biết đâu rồi kinh nó lắm trời nói chị biết đâu điện thoại mà giá thì bỏ con quá đời chứ bao nhiêu là chi đâu mấy người mình tay nhanh bỏ đi con tao chết được đời đào hơi đứa đời đào hơi đứa là cũng bỏ hả là cô bỏ á bữa ăn hôm nay mới có một đứa đời đào hơi đứa ông đi ba đứa là nam đứa đời đào hơi đứa ông đi hơi đứa ngoài rồi hai đứa kia ở với hơi đứa kia một đứa là bà đi ở mới nội một đứa ở bác gì đó là con bé chuyển ở bà nội đi nè nè mở là theo bà nội đây hả con bé nó theo bà nội đi không ở dòng mà máu gì hết mà là theo cũng theo đi là, bà nội đi là thương con đó luôn nó nhỏ chữ luôn á cái đâu ở bỏ đâu có bà đá được hơi đứa chị hơi đứa nào nhỏ đó cái bà vô Sài Gòn bỏ lái là ăn cung đó rồi con câu năm gì hết rồi cung mình câu câu đời đạo của bỏ chưa có vé kia đâu nè mình gia đình để cho giác lên trời câu nó theo mạng theo mạng xứ nó ở mấy người nó cũng theo không gì với mẹ nhân trời con gì mà con tới không lấy con tới ba ông dữ trời tính ra mà khổ gì phải sướng nào lần đặng hồi xưa cái mình làm đầu của bá tậu đó thương bá lắm có con nữa là khổ nữa trời mấy người nó dễ đẻ lắm
mà rất là một ân người lắm chứ, nó cho khổ rồi bây. Thì cái gì mình ở mình cho phải cho chị khổ dữ, mình ăn mình chim hơn nữa rồi chị. Nuôi con nó cho khổ. Con mình nuôi cho ăn. Chó rồi trời. Ở dưới đâu có với cái không cất đồ chi. Con muốn đi nữa không ha. Chưa đi vậy đi mà. Nó đi đâu chưa. Chứ muốn có chồng có gì đây là. Đó tòa đi không, nó có được cái không này chứ đâu có gì. Còn thèm nữa. Đá gió thiệt luôn. Nó là bốn đứa rồi. Có đá có quá rồi. Có sức. Con quá. Có chị ăn nói với mấy xì à? Nhưng bà có nghề đó cũng sợ đó á. Mà bà dù quá xì, nó lồn lắm. Vô có kiếm chỗ mở lồn rồi mà. Mấy cái tiệm neo đó nó lồn rầu. Chủ yếu có giống rồi. Xinh quá. Phù hồ luôn như bợ mày. Trầu xui vô nó phù hồ ghê lắm. Về quê cái quán mấy người ở nhà mình nè, sai cái hồ để hồ nước với đồ á. Ngồi lồn bởi thấy chi, bởi tự trộn hồ trộn đồ có sai luôn. Càng dài càng đồ sai cái hồ thẳng tưng ngon lành lắm nghe. Vậy thì bắt đầu có sợ đấu á. Thì đó, đuối với bọn này bắt bây giờ bắt sợ đuối đâu á. Dân miền Tây Sài Gòn về đây mà đi bãi mà. Lồn dai đi bãi. Bãi rừng á hả? Bãi rừng á. Vô rừng nào á. Ừ. Không có cái chị không chơi được cái rừng á. Con nhà cũng lồn. Xiên lắm, nói chung là nhiều quá lắm. Mấy người nó dục đi ra cũng là đứa nào hết rồi. Rồi xiên nữa. Mình ra nhóc là mấy bọn đi mà xe nó đúng kìa. Gấp 5 rồi. Gấp 5 rồi. Chỉ còn mấy đứa nữa thôi rồi chị chết. Xe nó buồn dễ sợ. Mà ví dụ như mấy người kia bỏ chồng rồi mới theo người khác chứ còn bình thường mà không có cái còn có chồng rồi là mới không có cái kiểu nữa.